chúng ta chia sẻ những cái kỷ niệm chúc Tết đó với các bộ thì cầu hôn lớn lên. Còn mình chia sẻ trên hiện đại thì mình sẽ chia sẻ những chúc Tết đó với các bạn. Mình nghĩ cách nào các bộ của mình không? À, thực sự cái thức chất của cái mẹ đó như cái cảm xúc ấy, những cái đó là cha chú cầm tay người kia. Ở này thì cái sự nỗ lực, sự nỗ lực phát quyết định. Để các bạn nhớ, tại sao dù các trường đến tuổi này vẫn chơi cái gì, vẫn chơi ở đời tuổi. Tại sao những con người lớn vẫn muốn cái trường gần như đó? Tôi là một thằng bán đồ. Men. Những khoảnh khắc điên rồ được biểu hiện qua cảm xúc. Tôi là người luôn mang tới xui xẻo. Nuốt nước mắt để tôi nhìn con mà tôi sống. Tôi là nỗi thất vọng của người hâm mộ. Giấc mơ huy chương vàng SEA Games của bóng đá Việt Nam lại dang dở. Tôi là gánh nặng của đội bóng. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc. Tôi phạm lỗi ngớ ngẩn không ai ngờ tới. Sai lầm của trường gắn liền với những thị phi. Đội bóng ở tính trường bán độ. Tôi có thể xuất thần tỏa sáng khi không ai trông chờ.